Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại của gia chủ Hoàng Thế Thạch có địa chỉ tại Cao Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất có diện tích 200m2, chúng tôi có đội khảo sát chuyên nghiệp với trang thiết bị hiện đại về khảo sát và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia chủ. Chúng tôi đã thiết kế ngôi nhà với quy mô 2 tầng và bố trí các phòng một cách hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau. Công năng tầng 1. Một phòng khách, phòng bếp 75,6m2, một gara để xe 19,9m2, một phòng ngủ 15,2m2, một nhà vệ sinh chung 3,7m2. Diện tích mặt bằng tầng 1 là 163m, chiều ngang 12,8m, rộng 12,7m, cao 4,2m, công năng tầng 2. Một phòng sinh hoạt chung 29,7m2, một phòng thờ 12,3m2, ba phòng ngủ thường 15,9m2, 15,3m2 và 15,2m2, một nhà vệ sinh chung 3,7m2, một sân cà phê 31,8m2. Diện tích mặt bằng tầng 2 là 163m2, chiều ngang 12,8m, rộng 12,7m, cao 3,8m. Công trình được chúng tôi xây dựng nằm trên mảnh đất lớn. Hai bên nhà và phía sau đều có các hộ gia đình sinh sống, do đó chúng tôi đã lên phương án xây lùi về phía sau để lại khoảng sân phía trước khoảng 50m2 trước để xe và tạo ra hệ tiểu cảnh. Ngôi nhà được thiết kế với hai cửa ra vào là cửa chính và cửa phụ trong khu vực gara ô tô. Gia chủ có thể đi vào phòng khách và bếp ăn mà không cần qua cửa chính. Mang trong mình nét kiến trúc hiện đại ngôi biệt thự lược bỏ hoàn toàn những chi tiết rườm rà của lối kiến trúc cổ điển, thay vào đó là nét thiết kế đơn giản, trẻ trung không kém phần sang trọng, lịch lãm. Ngôi nhà nổi bật với tông màu sơn trắng làm chủ đạo kết hợp với đường chỉ chìm sâu chạy ngang tường nhấn nha làm mờ đi sự thô cứng của bức tường, tạo chiều sâu cho ngôi nhà. Mặt tiền được các kiến trúc sư tập trung tạo ra sự sang trọng và đẳng cấp. Sự góp mặt của hệ trụ cột vuông đắp lớn ở chân, chi tiết phào chỉ, nhấn nhá màu sắc làm cho mẫu biệt thự trở nên khỏe khoắn, vững chãi hơn hệ bậc tam cấp được ốp đá hoa cương màu kem sang trọng lại sạch sẽ. Hệ bậc này không chỉ giúp công trình trở nên cao ráo hơn mà còn được tính toán phù hợp với phong thủy mang lại vượng khí cho gia chủ, đem lại tài lộc, thịnh vượng, sức khỏe và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình. Để tạo sự khác biệt tại tầng 2, các kiến trúc sư đã thiết kế hệ đôi cột tròn với những đường chỉ kẻ dọc lạ mắt kết hợp với hệ lan can con tiện vừa thông thoáng mà vẫn đảm bảo an toàn. Cửa chính của ngôi biệt thự sử dụng chất liệu pano gỗ kính vô cùng sang trọng, vừa giữ sự riêng tư cho không gian bên trong nhà lại vẫn đón nhận được nguồn sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Công trình được tạo ra với hai ban công lớn ở tầng 2. Ban công được thiết kế với con tiện bê tông màu trắng kết hợp hệ cột tròn tạo nên không gian thư giãn lý tưởng cho các thành viên trong gia đình. Mẫu biệt thự được đánh giá cực kỳ thông thoáng. Các kiến trúc sư sử dụng hệ cửa sổ lớn, tầng 1 tạo hình cửa sổ vuông vắn, lên đến tầng 2 hệ cửa lại được tạo hình vòm giúp công trình trở nên mềm mại và độc đáo hơn. Toàn bộ hệ cửa làm bằng chất liệu nhôm kính sinh pha hiện đại mang tính ứng dụng cao giúp chống nóng, chống ồn, bên cạnh đó việc sử dụng chất liệu này còn khiến không gian nhà trở nên thoáng rộng hơn rất nhiều. Công trình nổi bật với hệ mái nhật đồ sộ màu xanh xám đua nhẹ ôm trọn lấy toàn bộ công trình với độ dốc vừa phải, hạn chế việc ứ đọng nước mưa gây thấm rột, ảnh hưởng đến tuổi thọ mái, giúp công trình trường tồn với thời gian. Hệ mái lớn thiết kế độc đáo còn tạo cho ngôi nhà dáng vẻ khỏe khoắn và bề thế hơn. Với diện tích khoảng sân lớn phía trước, các kiến trúc sư của chúng tôi đã tạo ra khu vực sân vườn đẹp mắt với bể cá koi, cảnh quan sân vườn được gia đình anh Thạch rất hài lòng. Hệ tiểu cảnh góp phần làm sinh động các thiết kế nội, ngoại thất nhà là tạo ra sự trong lành dễ chịu, là nơi các thành viên hưởng thụ thú vui với cây xanh, cá cảnh mang tới giây phút thư giãn tuyệt vời, rất tốt cho sức khỏe. Để bảo vệ toàn bộ công trình, các kiến trúc sư đã sử dụng tường xây kiên cố kết hợp bức phù điêu bê tông mạ đồng giúp thổi hồn giá trị vào từng thiết kế nhà, qua đó giúp gia chủ thể hiện sự đẳng cấp, khu thẩm mỹ đỉnh cao và độ chịu chơi của mình. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại của gia chủ Hoàng Thế Thạch tại Hưng Yên. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.